Mặt trời có thể sưởi ấm và cung cấp cho bạn đủ lượng vitamin D, nhưng nó cũng ẩn chứa những tác hại vô hình. Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng, không chỉ làm chậm quá trình lão hóa mà còn giúp làn da của bạn tươi trẻ hơn. Và bí quyết đơn giản nhất, nhưng mang lại hiệu quả cao chính là luôn mang theo tuýp kem chống nắng trong túi xách. Kem chống nắng La Roche-Posay là một trong những hãng dược mỹ phẩm hàng đầu của Pháp. Nhưng liệu thành phần của kem chống nắng La Roche-Posay có cồn không? Và có chống nước không? Hãy cùng shop tìm câu trả lời cho thắc mắc này nhé! Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay sở hữu bảng thành phần đẹp như mơ với rất nhiều các thành phần dưỡng da, trị mụn bên cạnh thành phần chống nắng. Ngoài ra, sản phẩm không chứa hương liệu, cồn khô, paraben nên cực kỳ an toàn cho mọi làn da, kể cả những làn da nhiều dầu hay mỏng manh nhất đều dùng được. Hãy cùng shop phân tích vài thành phần nổi bật nhất của em nó nhé. Phải kể đến thành phần nổi bật đầu tiên chính là nước khoáng La Roche-Posay, là thành phần giúp làm dịu da và giảm kích ứng cho da nhạy cảm. Đồng thời, với công nghệ màng lọc Mesoplex, được tổng hợp từ ba chất là Mesorin SX, Mesorin XL, Tinosop S giúp đem lại khả năng chống nắng cao và ổn định và tạo lớp màng bảo vệ da dưới tác hại của tia UVA và UVB. Ngoài ra, trong kem chống nắng La Roche-Posay còn chứa thành phần lycerin giúp cung cấp độ ẩm, giúp mềm da trong suốt quá trình tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Với bảng thành phần an toàn lành tính cho da, chị em có thể yên tâm mà tin dùng nhé. Nhưng hãy nhớ mua đúng hàng chính hãng và phù hợp với tình trạng da của mình nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay có loại chứa cồn như là Anthelios XL SPF 50 cộng Fluid Ultralight và Anthelios XL SPF 50 cộng Tin Tuyệt Fluid Ultralight. Còn với những loại không chứa cồn như là Anthelios XL SPF 50 cộng Tin Tuyệt Dry Touch Gel Cream Anti-Sai và Anthelios Dermopedia Chic SPF 50 cộng. Do đó, nếu bạn có làn da nhạy cảm với cồn, thì cần đọc kỹ bảng thành phần và lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng da mình nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.